20. Sau 10 ngày tranh tài, chung kết Miss Universe 2019 diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 12, theo giờ Việt Nam, tại phim trường Tyler Perry, Atlanta, Georgia. Hiện đại diện Việt Nam, Á hậu Hoàng Thùy đã xuất sắc lọt vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới. Trước thành tích của người đẹp Thanh Hóa, Hoa hậu Hờ đã gửi lời chúc mừng tới cô. Hoàng Thùy thuộc nhóm thí sinh nổi bật về cả hình thể lẫn khả năng ứng xử. Trước đó, theo tiết lộ từ ekip, Người đẹp Thanh Hóa được các thí sinh khác ấn tượng về chiều cao và cách phát âm tiếng Anh lưu loát. Miss Sociology dự đoán Hoàng Thùy lọt top 20, Albania, Colombia, Indonesia, Brazil và Thái Lan lần lượt là những cái tên tạm dẫn đầu bảng xếp hạng của chuyên trang sắc đẹp này. Ở cuộc thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Hoàng Thùy có màn thể hiện tốt và tự tin. Trong phần giới thiệu, cô đã hô vang hai tiếng Việt Nam cùng phong thái trình diễn thu hút với những sải bước dài đặc trưng, tuy chậm mà chắc chắn. Nhiều chuyên gia sắc đẹp dự đoán cô sẽ lọt top 10.